Ani mà ra mình nói thiệt, mình mua Ani lên 3 còn được ấy. Còn Ani mà tôi còn lên 3 được ấy. Game đó tôi bắt Ani nhiều khi Ani 3 luôn ấy. Chứ đừng có nói. Con lền Azir đéo ra. Bạn tính coi mẹ chết 6 chết 7 mà chết 6 lên Ani 2 luôn. Mấy lần chết 7 1 tỷ con Ani nữa. Ủa vậy thế mẹ con Ani nó dễ ra hơn con Azir à? Làm đéo chuyện vô lý được. Liên quan vãi cứt. Ani ra còn nhiều con Azir, mẹ ra nhiều gấp 3 lần con Azir. Thật sự là có một cái gì đó rất là xạo chó ở đây. Xạo chó thực sự. Let me help you grow. CV á hả? There is no retreat. Chơi gì đây ta? Chơi gì đây anh em? Cái đồ này chơi cái gì? Chơi đồ hình gì? Đồ hình gì nhỉ? Let me help you grow. This is a waste of my time. Evil shall be burned away.
Sơ chuyên bị lừa. Ôi, các bạn cứ đừng ngồi nói đội hình này đội hình kia làm cái gì, nhân phẩm đéo có như không, giống như mình kiếm có ra con tướng bạn gần đéo đâu, có ra toàn cái con cứt bò gì đâu không, mình vừa lơ ra toàn mấy con cứt bò thì làm cái gì. Always bring bro. Tiền thu lên 3 khỏe. Chơi game đi chịu được. Đèn thối đầu. Thank you.
leave no stone unturned. Come to Mundo. No luck. All skill. None can hide. Though many try. Thiếu con gì ta? Thiếu con sai à? Now it's my turn. Ai mà chả biết Olaf sát thủ mạnh hả bạn? Quan trọng là có hay là không. Đồ thì chưa có, cứ đòi cái này mạnh cái kia mạnh. Đồ thì đã ít rồi, có được nhiều đồ đâu mà đòi cái này cái kia. Sáu cuộc chiến nó cũng đập như một con cờ hó luôn. Nó đập như một con cờ hó. Đấy, khai giết thìa kìa, ngon thế. Ôi, còn đéo được nhặt nữa. Ai, khai giết thìa biến khai giết thành cuộc chiến là ngon rồi. Ông lên này, ông lấy khai xích thìa để làm gì vậy trời? Ghét xe là lửa à? Ông như cái gậy nào không? Thôi, mình cho Olaf lại bác thôi. Không hiểu. Còn ông lấy khai xích thìa để làm gì nữa? Rồi lấy khai giết thìa về làm gì vậy? Rồi ông lấy khai giết thìa để ông làm gì? À, khai giết cái khai giết cùng chiến rồi. Gần thì gần nhưng mà cái con đấy nó chạy đi. Con nó chạy đi chỗ khác mà gần cái gì mà gần. Soldiers, onward. Yêu quá yêu. Đang chết. Nó chơi game đen lắm. Đen nhất con mẹ nó quả đất rồi. Má mấy nhà này pháp sư hết. Nhà đéo nó cũng có brain ấy. Nó đi theo hướng đằng kia mà nhanh với chậm gì không. Không nhanh sao đổi bằng nó.
Kaido too strong for you. Tôi đéo dám roll đéo ra là còn toang hơn. Bạn roll mà nó đéo ra là còn toang hơn. Thà là lên chết. Còn nhét độc nhét đụng vô chơi với thằng pháp sư được, ván này toàn pháp sư thôi. Phải kiếm độc. Nhưng mà giờ chưa muốn mua con tử quýt cho lắm. Mua nó tốn tiền quá, chịu không được. Out of the sewers comes doom. The thunder calls. Giờ đi lượm giáp kiếm thêm Solari. Làm hai cái Solari. Không thì đi lượm cái đai máu kiếm cái quỷ thư để đi kiếm sinh. Sinh quỷ thư. Mình đéo hiểu cái câm lặng của mình kiểu gì. Đánh đéo bây giờ câm lặng luôn á. Cái câm lặng của tôi là đánh đéo bây giờ câm lặng. Gió. Để làm gì ta? Ván này phải kiếm độc chứ đâu có sợ. Toàn pháp sư không mà lắc gió để làm gì đâu. Ván này kiếm độc. Ván này không có độc là chết. Kiếm con sinh ấy. Giờ có con sinh đai máu thì ngon. Có độc là được. Không ai chơi Olaf. Đấy, người ta chết 7 G 2 2 thì mình vẫn còn Olaf 1. Đó, cầm lặng rồi kìa, cầm lặng con gì là ngon rồi. À, nhảy cái chết luôn. Phải có độc. Nhưng mà xinh á. Xinh nước mắt kìa, cũng được. Xinh là được rồi. Đi rất giáp ghép. Ghép Solar, à ghép cái tinh băng cũng được. Quan trọng là có xinh là được rồi. Bỏ khai dích thôi. Tí bắt lại khai dích xong. Cho xinh với chuột chứ cái. Mà phải có độc mà mới chơi được với tụi pháp sư. Giờ toàn pháp sư, full pháp sư từ đầu đến đít nè. Full pháp sư luôn, nhà nào cũng pháp sư này. Nhà nào cũng phép. Đó, 7 nhà phép, một mình bạn chơi Olaf, vẫn còn một con Olaf, đéo có lên được con một con Olaf thứ hai. Bỏ đi. From out of the sewers comes.
À, lạc vàng nhỉ, ngon quá trời ơi. Không có slot. Ồ má, rình lốc kìa. Quên mất. Mày có độc. Con chuột mình cần level 1 rồi, không cần level 2. Ô lắc 2 là ngon. Nè, lắc bằng nhìn nó thèm. Rồi, rồi ngon. Ngon rồi đấy, Siren 2 nữa. Ồ, rồi, giờ để tiền lên chết nhát cát ra. Bạn phải có một con cát nha. Tí nữa, auto cái tụi này nó sẽ mẹ. Auto là 4 hộ vệ đấy. Mấy thằng nước này auto là hộ vệ đấy. Thế ông này 6 bóng tối, giáp chết. À, giáp chết 6 bóng tối mà G2. Tài thật, đỉnh thật. Đỉnh thực sự. AK thôi. Nó lại rình lốc á. Nó lại canh mình, nó rình lốc mình thôi. Nhìn cái màu là biết rồi. May là mình đổi vị trí, không có là bị ăn lốc. À, mình 900 thằng hết 99 thằng nó lốc mình rồi. Nói mà. Có độc vô là đập mấy thằng pháp sư ngay. Tôi nói rồi, 100 thằng thì 99 thằng nó đứng là rình lốc thôi. Tối mà không đổi vị trí liên tục thì mày auto ăn lốc nha. Ui đi, mở ra Olaf xong thì nó là 1 tỷ con đó này. Mua luôn. Mình chơi mà sẵn là được 3. Yeah. Lên 2 rồi bắt đầu nó ra liên tục này. Lúc cầu thì không ra. Mình là vậy á, cái số của mình là vậy á. Con nào mà bạn kiếm không ra á, mà một khi nó lên 2 rồi nó auto ra. Âu cũng là cái số. Ôi giời ơi, tiền xong là tiền, trời ơi. Rồi ghép vọng âm à. Con sinh cầm vọng âm có được cái mẹ gì đâu. Mình nói thiệt luôn. Đợi tí kiếm sinh khác. 1, 2, 3, 4, 5, lần này được 6 đồ. À, chỉ có thế. Sinh cầm vỏ áo đâu được gì đó. À, mình cần sinh kỹ thư quá. Thôi đợi kiếm sinh khác đi. Sinh khác để đưa Siren vỏ âm. Siren đi. Đi Siren 2 đổi. Đổi chỗ cho Siren vỏ âm. Ghép làm gì? Các bạn mà đưa cho nó có được cái gì đâu. Mua con cát thôi. Bạn đưa cho nó có được cái gì đâu. Đó, có người top 8 giùm rồi. Được thêm một xíu đam. Ghẻ ghẻ ghẻ. Đây, con này này. Ui giời, con chuột này lên thì không lên, tao bán luôn bây giờ. Giờ mà đi nhặt được đồ cùng chiến ấy, thì vứt luôn con này mà. Bỏ con rắc ra. Đưa cho Khazik cầm lặng luôn, cho Khazik cùng chiến cầm lặng. Fuck.
cleanses the world. Đấy, xinh nè, sai rồi. Your life is mine. Đó, các em ngâm đến đây nè, đó. Bay lên giọng chết cũ chúng nó đi. Thư không có cuồng chiến không à, có kỹ thư, có kỹ thư, có kỹ thư, có kỹ thư. Yes, đó, xin có kỹ thư là ngon rồi. Xin có kỹ thư đẹp 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 đẹp. Xin có kỹ thư là tuyệt vời rồi. I am the fire that cleanses the world. Giết làm cái gì? Chơi độc rồi ông ơi, giết dụng cái gì? Tao bố rồi. 48 tiền. Đó, ông này 4 hộ vệ này. À, ông này 2 hộ vệ này. Ông này cũng 2 hộ vệ này. Lốc sẽ được mà lốc. Ông này không có quỷ thư à? Ờ, à, ông này không có quỷ thư thì làm gì con đô lát vậy? Không có quỷ thư thì sao mà nhìn con đô lát? Bùa đỏ thế này. Bùa đỏ đưa cho mấy con thủ chiến đưa môn đô ấy, hoặc là rác ấy. From out of the sewers comes doom. Game này chắc không lên Olaf 3 đâu. Gần xong game. Gì đồ ngon thế? Nami thằng này đang đụng đồ chí thật. Nè,
Chết đi. Chết đi. Mê. Ta chuột làm gì? Chuột 8 tỷ năm sau mới bắt được ulti. Ừ, double sinh. Sinh 2, ngon. Sinh 2 đưa sinh lên. Đưa sinh lên trên. Chờ cho nó dí sinh như nó đánh đi. Ừ, sao anh giọng cái đẹp quá. Nhân phẩm vậy còn than chết chín rồi, không ai xài cái đội hình của bạn đâu. Cứ kêu nhanh với trả phẩm. Ông lên chết chín đi rồi ông Ron. Cảm giác sao nó có dễ không biết liền à. Nghen mẹ rồi. Chờ thứ hai đi. Lát quá trời. Ông cứ lên chết 9 đi rồi Ron rồi biết. Chiến này dài anh ngài top 1 lên đấy thật là